Mình muốn mua con xe có ba ga. Xe này không có ba ga. Xe này không có ba ga. Nguyên cái dàn xe ở đây cũng không có ba ga. Ủa tại sao? Bây giờ xe đạp sản xuất ra 90% là không có ba ga các bạn. Những cái mẫu xe mà có ba ga, có dè chắn bùn đầy đủ như thế này để phục vụ đi học đi làm á và tập thể dục thể thao luôn, nó rất là kén khách. Cho nên là rất là nhiều cửa hàng ít khi nào nhập về những cái mẫu này để chúng ta có thể mua lắm. Cho nên là Tâm Đức đã nhập về hai cái mẫu mới năm 2024 mà có thể chở được người nha. Thì đây các bạn thấy, nếu như mà chúng ta mua con xe mà chở được người á thì chúng ta thấy cái ba ga sao nè, nó hàng sẵn luôn một cái cây uốn xuống dưới cái khung sườn luôn. Tức là cái ba ga này trên hai cái con xe này nó là cái khung sườn luôn nha các bạn. Cho nên á là chúng ta mới có thể chở người được. Nhưng mà nó cũng vừa vừa thôi. Tại vì đi xe đạp mà các bạn chở nhau một người 80kg hay là 90kg á thì nó cũng không khả thi lắm, chúng ta đạp cũng không nổi. Nhưng mà lúc đó thì cái sườn xe nó cũng khá là khó đỡ cho một cái người nó nặng như vậy. Với cái con này thì mình khuyên các bạn ai mà dưới 50kg thì chúng ta có thể chở được trên cái con xe này nó tiện hơn. Đối với hai cái con xe này á là hai cái con xe dành cho các bạn nào chúng ta đi học, dành cho các bạn nào chúng ta đi làm, cần có một cái con xe có đầy đủ ba ga, rổ, chỗ để nước, dè chắn bùn để chúng ta đi không có bị bắn lên quần áo, có đề để chúng ta có thể đạp lên dốc được. Đây, DT Fly và Satacor. Thì hai con xe này giá rất là tốt, dưới 5.250.000 thôi là các bạn đã mua được cái con xe như thế này rồi nha. Chưa áp dụng chương trình khuyến mãi, có thường trường khuyến mãi nữa nó sẽ giảm hơn. Với DT Fly nó sẽ nghiêng dành cho các bạn nữ hơn. Tại sao các bạn? Tại cái cổ nó thiết kế cong về phía sau nè, cho nên là các bạn chạy các bạn sẽ đứng người hơn, giống như mình nha. Mình leo lên con xe này mình ngồi như thế này thôi là chúng ta đã cầm được cái tay lái rồi. À, có chuông đàng hoàng rồi, có đề ở bên tay phải, thuận tiện khá là nhiều, đầy đủ cho chúng ta. Có vị trí để chúng ta có thể để chai nước ở đây, mua trà sữa hay gì đó chúng ta có thể bỏ ở đây chúng ta uống luôn. Và có cái rổ đây chúng ta có thể để cặp đi học hoặc là đi làm, chúng ta có thể để ở phía trước. Cái rổ này nó cũng làm khá là cứng cáp các bạn, kim loại hàng hết lên cái con xe này, cho nên là chúng ta rất là tự tin để mà để đồ ở phía trước này. Với cái con xe DT Fly á thì mọi thứ nó sẽ làm mềm mại hơn một chút xíu, chẳng hạn như là yên, tay nắm thì nó sẽ làm mềm hơn. Có cái ba ga này á, nếu như các bạn mua về các bạn lót thêm một miếng đệm nữa thì đó sẽ là tuyệt vời luôn. Khung sườn của nó sẽ được làm bằng khung sườn nhôm nha các bạn. 5.000.000 mà các bạn đã có một cái khung sườn nhôm như thế này chỉ có DT Fly họ mới làm được thôi. Với một cái con xe như thế này thì nó sẽ nhẹ hơn cái con xe khác rất là nhiều. Khung sườn toàn bộ là bằng nhôm hết, trên một cái con xe đạp giá chỉ có 5.250.000 như thế này thôi. Bộ phụ tùng của nó sẽ được trang bị là bộ phụ tùng của Shimano Tourney đời sau và 7 cái líp sau để chúng ta có thể đạp lên dốc được với lại cái con xe này. Chưa hết đâu nha, cái con xe này nó thiết kế rất là tiện dụng đi phố luôn. Nó có sẵn một cái gờ chắn dây sên để chúng ta đi áo dài hay là chúng ta bận quần tay á mà chúng ta đạp xe á, nó không có bị vướng vô dây sên dính nhớt trên cái cọng dây sên này, thì nó sẽ có cái lưới che cho chúng ta. Bên cạnh đó nữa các bạn thấy được cái độ chất lượng của nó là ngay cái phần cốt yên nè với lại cái cổ nè, nó làm bằng inox hết các bạn, inox sáng bóng hết cho chúng ta. Đối với Satacor thì con xe này nó cũng tương tự với lại DT Fly là cũng là nằm trong cái phân khúc dành cho các bạn đi học đi làm, nhưng mà nghiêng về nam. Con xe này nó sẽ dành cho nam nhiều hơn, kể cả cái tay lái ngang nhìn có cũng sẽ là nam tính hơn rất là nhiều. Và tất cả những phụ tùng phụ kiện ở trên cái con xe này như cổ, cốt yên hay là vạch đều được làm bằng inox hết, cho nên là chúng ta hạn chế được cái việc rỉ sét cũng như là nó nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều các bạn, nhìn nó sáng bóng trên một cái con xe. Đối với cái con Satacor nó được cái là nó được có cái tem chứng chỉ xuất đi thị trường Nhật Bản các bạn, BAA. Con xe này dùng nhôm 6061, con xe dưới 5.250.000 mà các bạn có được cái nhôm 6061 trên hai con xe này luôn. Con này thì nó sẽ được tặng cho chúng ta một cái bình đựng nước có in chữ Satacor ở đây luôn, chính hãng luôn các bạn ạ. Cái này là bình nước chống ngãn nha, cũng khá là xịn ấy. Đây là một trong những cái bình nước xịn cho chúng ta. Có vị trí để điện thoại cho chúng ta trên cái giá đỡ bình nước này luôn. Chúng ta có thể để cái điện thoại ở đây, chiều tập thể dục thể thao thì có thể đem điện thoại theo thôi để có thể chúng ta check-in đạp được bao nhiêu km. Còn nếu đi học đi làm á thì chúng ta có ba ga phía sau để chúng ta để ba lô, hoặc là chúng ta chở con cái đi học hay là chở bạn bè của mình á. Trên con này nó khá là tự tin, nó rất là cứng cáp các bạn, tại vì ba ga của nó hàng thẳng vô cái khung sườn luôn. Đây là hai cái mẫu xe đạp mà bên mình nhập về để phục vụ riêng mục đích thôi, đi học đi làm và tập thể dục thể thao, mà dành cho người nào chúng ta cơ bản nhất và cần có con xe nó ít chi phí thôi các bạn. Một trong những cái con xe kén khách nhưng mà bên mình vẫn nhập hàng về để có thể phục vụ cho tiệp khách hàng chúng ta cần cái con xe đi học đi làm. Và các bạn học sinh đó, cần cái con xe đi học đó, thì các bạn có thể mua với một con xe chất lượng và giá nó hợp lý. Satacor và DT Fly hai mẫu đã có sẵn đủ màu sắc để các bạn có thể lựa chọn. Về size về kích thước thì các bạn có thể liên hệ bộ phận kinh doanh ở bên mình để bên mình sẽ tư vấn các bạn kỹ hơn về size về kích thước và màu sắc hai con xe này. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp các bạn ở các video lần sau. Thích con này nha, tại vì ngồi cho nó tiện nhảy lên xe đi luôn. Con này nhìn nam hơn.